Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload thiết kế lên trên Marketplace của Semprin. Trước khi vào bài hướng dẫn, các bạn hãy vào trang blog.semprin.com và vào phần hướng dẫn Semprin Marketplace để chúng ta có thể đọc qua những cái điều khoản upload thiết kế design lên trên Marketplace của Semprin và những thông tin khác của Semprin khi các bạn muốn bán trên Marketplace. Ok, vào phần hướng dẫn. Đầu tiên, việc đầu tiên chúng ta cần làm trước khi upload thiết kế và tạo campaign thì chúng ta sẽ tạo một cái collection. Ví dụ collection ở đây thì Sen khuyến khích các bạn đó là vào phần danh mục collection có sẵn của Sen, và chúng ta sẽ tạo những cái collection giống như Semprin đã liệt kê ở bên trên đây. Ví dụ như ở hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về nick mèo, đó là cat, thì chúng ta sẽ Ctrl F và tìm cat. Ở đây chúng ta sẽ đặt easy như ở collection của Semprin, đó là cat, chúng ta Ctrl C, nhập collection vào và ấn add collection. Rồi, vậy là collection của chúng ta đã được tạo xong. Nếu như ở trong này các bạn không tìm thấy collection thì các bạn có thể tự thêm collection của mình vào, nhưng mà nó phải rõ ràng và không chứa ký tự đặc biệt, hoặc là doc 1, doc 2, doc 3, như thế là Semprin không khuyến khích. Nếu đặt collection chuẩn và chính xác thì sau này nó sẽ phục vụ cho việc upsell của chúng ta rất là nhiều. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào đến phần tạo campaign. Thì trước khi tạo campaign, ở đây mình đã chuẩn bị những cái thiết kế design của mình thuộc cái collection cat mà mình đã tạo. Việc đầu tiên các bạn sẽ chỉnh những cái file này làm sao để hệ thống của Semprin khi mà các bạn book upload nó sẽ hiểu những cái design này, thiết kế này là thuộc collection nào. Ví dụ như ở đây mình có collection là cat, mình sẽ copy cái collection này và mình sẽ để trong ngoặc vuông cat. Thì khi mà chúng ta book upload, hệ thống của Semprin sẽ tự nhận diện những cái design này thuộc collection là cat. Và để có một cái tip cho các bạn có thể chèn thêm cái collection cat trong ngoặc vuông này vào design của các bạn một cách nhanh nhất, thì ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn là sử dụng cái phần mềm Better File Rename 6 này. Và ở đây ví dụ như chúng ta chọn là text, chọn add text to beginning, tức là add vào đằng trước những cái file của chúng ta một cái từ khóa nào đấy, một ký tự, một chuỗi ký tự nào đấy, thì ở đây mình để chuỗi ký tự là cat. Và sau đó mình sẽ kéo hết tất cả những cái design của mình vào đó. Vậy là khi chúng ta kéo vào thì nó đã tự động thêm cho chúng ta những cái tiền tố là cat để cho hệ thống của Semprin có thể nhận diện được những cái design này thuộc collection là cat. Sau khi xong, các bạn ấn perform rename, các bạn ấn rename all. Rồi, vậy là ở đây chúng ta đã có những cái file và để đằng trước cat để cho hệ thống có thể nhận diện được collection là cat. Và sau đó chúng ta phải phân loại những cái design này ra, đó là những design này sẽ phù hợp với những áo sáng màu hay những áo tối màu. Thì ở đây mình sẽ tạo hai folder, đó là folder những design thuộc áo tối màu hay những design thuộc áo sáng màu. Chúng ta phân loại ở đây, chúng ta nhìn những cái design mà thuộc áo sáng màu. Đây, những cái này mình sẽ kéo vào áo sáng màu. Áo này cũng, design này thuộc áo sáng màu. Những design này nó thuộc áo tối màu. Ok, vậy là chúng ta đã phân loại xong design của chúng ta. Tiếp theo, để tạo campaign mẫu, chúng ta sẽ vào phần campaign và ấn create new a campaign. Ở đây mình sẽ chọn hết sản phẩm. Continue. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn màu cho sản phẩm. Thì ở đây mình sẽ tạo một campaign mẫu cho những sản phẩm là top duck, tức là những áo mà những design mà hợp với những sản phẩm áo màu đen. Ở đây mình ấn top duck và ấn apply all to product.
rồi ấn Done. Tiếp theo đó chúng ta ấn phần Upload để chúng ta upload thiết kế design lên. Ở đây mình đang up tạo một campaign mẫu, đó là mình sẽ up mẫu một design lên trước. Ok, ở đây phần render mode nó sẽ có hai lựa chọn cho các bạn, đó là natural và dynamic. Nếu mà các bạn chọn dynamic thì thiết kế design sẽ phẳng và không nhăn, còn nếu các bạn chọn natural thì áo sẽ nhăn theo, thì thiết kế sẽ nhăn theo những cái đường nhăn của mockup. Rồi tiếp tục, ở đây design thì khi các bạn mở khóa design các bạn có thể di chuyển và các bạn có thể căn giữa. Thì ở đây mình sẽ căn giữa. Rồi tiếp tục các bạn ấn continue thì giá bán ở trên marketplace. Nếu các bạn bán ở trên marketplace thì mình khuyên các bạn hãy tắt cái so sánh giá đi, các bạn hãy để off và mọi người phải để mặc định là dynamic price, tức là giá mà Semprint đã để mặc định cho các bạn. Và các bạn có thể tham khảo cái giá bán tối thiểu trên marketplace của Semprint. Các bạn bán ở thị trường EU hay United States hay Worldwide thì các bạn có thể lựa chọn. Ở đây mình sẽ bán ở thị trường United States. Sau đó các bạn ấn Continue. Ở đây mình sẽ đặt tiêu đề cho campaign. Ở đây các bạn không cần đặt là t-shirt đâu, các bạn để tên là được. Tiếp theo đó là phần mô tả, thì các bạn có thể chọn viết những cái từ chung chung nhất về cái nick này, một ví dụ như là một dòng là một món quà đặc biệt dành cho những người yêu mèo đó. Rồi ok, ở đây mình sẽ để một cái dòng mô tả chung chung như thế này. Tiếp theo các bạn chọn collection, đó là collection cat như các bạn đã tạo cat. Rồi tiếp tục, khi mà list lên bán ở trên marketplace thì các bạn chọn là listing campaign on Semprint, các bạn tích vào. Và sau đấy ở phần tiếp theo là phần promo này thì chúng ta sẽ không cần quan tâm nhiều, và các bạn ấn launch cam. Rồi khi chúng ta đã có cam mẫu thì các bạn sẽ chọn more book upload, và sau đó ở đây trước khi mà chọn file để chúng ta có thể up thiết kế hàng loạt thì mọi người ở đây, mọi người có thể đặt tiền tố là team của mọi người hoặc cá nhân. Ví dụ như ở đây mình để là NT ngang, và nó sẽ thêm đằng trước cái đường dẫn của chúng ta. Một lát nữa ở đây mình sẽ chọn hàng loạt thiết kế lên, chọn open, và đây mọi người sẽ nhìn thấy cái collection nó sẽ tự động nhận là cat vì chúng ta đã đặt tên cho file có collection đằng trước trong dấu ngoặc vuông là cat. Các bạn một chút nữa các bạn sẽ nhìn thấy cái slum này nó sẽ có tiền tố là NT gạch ngang và theo cái tên của design của chúng ta. Rồi khi mà book upload xong thì các bạn để ý này, cái tiền tố UR của mình nó đã đặt đằng trước đấy, để nó có thể, để các bạn cũng có thể phân biệt được đâu là design của các bạn, đâu là thiết kế của các bạn khi mà các bạn xem ở trên marketplace. Tiếp theo phần áo sáng màu thì mọi người có thể tự tạo một cái campaign và tạo một cái campaign, chọn top line và apply on to product để tạo một cái campaign mẫu, và sau đó chúng ta sẽ có thể up thiết kế hàng loạt lên, book campaign lên như tương tự vậy thôi. Bài dẫn của mình đến đây là hết.